Thành xin chào ông bà cô chú các bạn. Giờ hành đến ấp Sáu Trường, xã Ngọc Thành, thuộc tỉnh Kiên Giang. Thì hôm nay thì trong cái kênh này thì có 4 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn á. Nhà thì sập hết rồi nên đội từ thiện người ta xuống khảo sát. Người ta cho 4 cái nhà mà bắt buộc phải làm cái nền, ta mới có nền rồi ta mới cho nhà. Mà làm nền xong thì mấy cô chú lên chảnh nhận nhà thì nói không được gì đó, nên bà con quay về mà cũng dang dở không có nhà ở luôn. Bây giờ đang rất là khổ. Thì Hạnh quay clip này lên mong cô chú anh chị các bạn mạnh thường quân trong nước và ngoài nước thương cho 4 hoàn cảnh của gia đình thì hỗ trợ cho bà con được cái nhà đặng che nắng che mưa. Giờ Hạnh mời ông bà cô chú chị bạn vô nhà cùng Hạnh nha. Vô tìm hiểu nguyên nhân tại sao mà gia đình mà cất nhà mà dang dở đó. Rồi giờ Hạnh cũng xin phép đi vô đặng hỏi kỹ về vấn đề một chút. Là trước tiên thì Hạnh thấy hai cái nền nhà đã làm xong, cuốn móng xong hết rồi nè. Rồi trước tiên thì Hạnh lại nhà thì trước tiên là thấy hai cái nền nhà thì người ta làm được cái khung rồi nè, còn dang dở nên còn vậy chưa có cái nhà dựng lên. Dạ con chào cô, chào chị luôn, chào anh. Thì hôm nay thì con cũng nghe tin đó, thì cũng có người điện cho con đó, nói 4 hộ hoàn cảnh này thì khó khăn đó, thì dở nhà xong mà dang dở nên chưa có làm được đó. Thì con muốn lại tìm hiểu nguyên nhân tại sao đó. Coi con có giúp được gì thì con giúp. Dạ. Cô ơi, hứa cho mà nhà bây giờ làm rồi, giờ hứa cho bây giờ tới ngày dựng rồi không có, người ta không có lợi. Không có lợi cho nhà mình ha. Không có lợi luôn, tới giờ luôn. Là trước khi lợi là người ta kêu mình làm cái cuốn cái nền. Cuốn cái nền. Dạ. Rồi cái lợi người ta dựng cho. Bây giờ người ta tới giờ ngày dựng rồi không ai lợi tới, không ai ngó ngàng tới. Giờ tôi không có chỗ ở nữa, rồi con cháu đẻ vậy đó. Rồi tôi cũng không biết sao, mấy cô mấy chú ơi. Giờ mình ở đỡ che vậy ha cô. Dạ. Giờ vô đợt mưa vậy ha. Rồi con đẻ là sao, con của con gái cô hay gì? Gái út mới sanh ha. Út mới sanh. Là cũng người ta, cái nền này là của bé gái út của cô. Dạ. Bây giờ mình không có khả năng làm lên cái nhà luôn. Không khả năng luôn cô ơi. Giờ gắng ở vậy chứ sao giờ, thấy hoàn cảnh với tôi như vậy thế. Mấy cô mấy chú giúp được thì cảm ơn. Là mình có liên lạc được với bên kia không, như sao mà hứa cho nhà mà thì liên lạc nó nói không nó nín thinh nên nó không có điện đài cho mình luôn vậy đó. Chưa tìm hiểu kỹ mà mình dỡ nhà hết rồi mình làm sẵn đi ha. Dạ. Tin rồi bây giờ lỡ dỡ rồi cũng dỡ mộng luôn. Dỡ mộng dỡ dạ. Dỡ luôn cô ơi, tôi không biết sao. Dạ cái hoàn cảnh này chắc khổ rồi, này tại vì mình không có nhà mà giờ cái nhà thì dỡ. Dù dạ. Gì mình có ngôi nhà cũ cũng được mà mình dạ. Cũng che nắng che mưa. Bởi vậy. Bây giờ thì che được cái tấm miếng tôn ở đây mình ở đỡ thôi ha. Gia đình mình được mấy người cô? Được 2 người cô. Mà có vợ có chồng hết rồi, ở nhỏ em. Nhà em cũng điếc rồi tưng tưng nữa. Rồi giờ cô ở với người em ha. Người em gái hay gì? Em gái. Là hai cô ở chung. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi? 63. Cô 63 ha. Nhỏ kia em 55. Dạ. Cô thứ mấy? Thứ 3. Cô thứ 3. Là hai cô sống chung nhà. Sống chung. Rồi giờ mình có tính gì không cô? Dạ, tôi không biết tính gì nữa cô. Rồi cô có tính gì không? Có hỏi như là anh em dòng họ mình có hỏi gì đỡ gì đó, mình che cái nhà đỡ không? Bây giờ em với con cháu nói bây giờ chị làm chị thiếu tiền thiếu bạc đấy, chị em cho chị mượn rồi tháng 2 tháng gì đó chị lo kiếm cho tôi trả tôi, con cháu cũng tiếp giúp đỡ chút đỉnh rồi làm cái nền đó. Dạ. Làm cái nền, dây mượn dạ. Mình làm được cái nền ha. Dạ, dây mượn đó. Rồi tôi không biết làm sao tới đó thì đi dặm lúa dặm gì chứ gắn chứ làm sao giờ làm yêu cầu có nhà. Dạ, dặm lúa thì một ngày được nhiêu? Cũng 200 ngàn. Cũng không có đủ mà trả được đủ nhà. Mình cũng lâu. Rồi giờ cô dẫn con coi khảo sát dạ. Cái nền đi. Dạ, vậy cô cũng coi nền. Đây, cái nền ở đây ha. Cái nền này là mình cuốn cái móng vậy thôi. Cuốn
cái móng gì là con. Cái móng người ta có kêu mình làm cái nền luôn không? Hay là cuốn vậy là người ta đem đồ lên ta cho cái nhà cho mình? Người ta biểu không cho mình cái nền, chỉ cho mình cuốn vậy là người ta lấy nhà là người ta dựng lên thôi. Dạ, dựng lên thôi ha. Ừ, dựng thôi, không có mà cuốn. Mà phải mình phải cuốn vậy người ta mới cho cái nhà ha. Cho mình cuốn bắt buộc mình. Dạ. Cuốn cái này nè. Dạ, đúng rồi, làm cái nhà này, cuốn cái nền. Ừ, rồi người ta mới dựng cho mình. Đó, cô ơi, tôi nói. Cái nền này thì mình cuốn dạ. Cũng thấp thôi ha, không có. Dạ, thấp, cái này thấp. Bên kia không bị ngập là được rồi. Bên kia thì nó mới đưa nó thêm đất vô đó. Dạ, bên đây thì dạ. Anh em đều gom lại được cái nền cao hơn hả? Cái nền này là của mình được bao nhiêu mét ngang qua? Ngang 4 thước. Dài, dài nhiêu dài 10 thước. Là 40 mét vuông ha. Dạ. Đây cái nền này là của gái Út của cô nè. Thì cái nền thì ngang 4 mét, dài 10 mét là 40 mét vuông. Này là gái Út, còn nền của cô bên đây. Hai cái nhà cặp bên luôn ha. À, bên cặp nhau. Dạ. Nền này thì cao hơn. Nền này cũng bằng với bên kia luôn, cũng ngang 4, dài 10, 10 là 40. Thì người ta ra chắc một chỉ tiêu là cái nhà cho nhà mình là ngang 4 mét, dài 10 mét thì mình phải làm cái nền gì hết cô? Dạ, dạ. Làm xong bây giờ cũng không có cái nhà luôn. Không có nhà luôn. Dạ, thì cây cô dở ra đó kìa, mục hết trơn, gãy hết kìa. Mục hết trơn rồi, nó có đâu. Dạ. Bây giờ cũng đâu có làm lại ở được nữa. Không làm gì được hết trơn cây đó. Mấy cô mấy chú không biết là thấy nhà tôi. Dạ. Khỏi lắm. Rồi giờ thì cô che đỡ bên đó đó. Che đỡ ở. Thằng ở đó. Rồi bé gái là ở ngoài đây luôn hả cô? Dạ. Rồi cô dẫn con vô thăm quan em luôn đi. Dạ. Rồi giờ Hạnh với cô đi vô thăm gái của cô nè, sanh trong đây nè. Sanh được mấy ngày rồi cô? Được 3, bữa nay 4 ngày hả nè? Dạ 4 ngày rồi ha. Ờ, che lại vậy đó ha, sợ lạnh ha. Chưa cho dở lên một chút nha. Dạ. Thăm em bé luôn. Không biết cuốn làm sao luôn. Với mẹ đè đè. Bé gái mới sanh hả? Mấy ngày rồi? 4 ngày rồi chị. Ồ 4 ngày thấy cưng quá ha. Mới sanh mà ở ngoài chỗ này trống quá ha. Xung quanh thì trống ít vách trống, chỉ có miếng vải căng thôi. Căng. Hồi hôm mưa rồi, lạnh không? Phải chạy. Chạy đi ngủ nhờ, hết mưa mới về được. Rồi cái nhà của em là làm cái được cái nền thôi hả? Dạ, lúc người ta lại là người ta cho á, là người ta kêu em là phải làm cái nền người ta mới dựng nhà lên cho mình được. Tới dựng rồi xong hết trơn rồi không thấy ai lại làm. Mà lúc đầu thì ra cái giá đó đó, bây giờ kêu dựng nhà là phải cho thêm nữa. Mà tiền là tụi em đi dây đi mượn không à. Giờ em đẻ nó, giờ cũng không kiếm nó ra được hết trơn. Tới ngày dựng không thấy lại luôn ha. Không thấy ai lại luôn. Rồi mới sanh nữa. Dạ, rồi giờ cũng không có nhà ở luôn. Dạ. Chỗ này thì nó giọt hết trơn rồi nè. Dạ. Chỉ cái trái thôi à, che đỡ thôi. Hồi tối mưa là phải chạy qua nhà ở nhờ. Đúng rồi, cái này là mưa là nó tạt vô là ướt hết trơn, sao mẹ con ở được. Dạ. Cũng khổ luôn. Em được mấy đứa rồi? Em được hai đứa, đứa này đứa thứ hai chị. Đứa thứ hai hả? Đứa đầu đang đi học nữa. Em tên gì? Dạ em tên Thị Liền. Thị Liền. Năm nay em nhiêu tuổi rồi? Năm nay 28 rồi chị. 28 ha. Dạ. Bé kia bé gái luôn hả? Gái luôn. Ồ, hai con chúa không luôn. Rồi giờ hai mẹ con thì tính gì là ở đây luôn hả? Có che đỡ vậy thôi hả? Dạ che đỡ vậy thôi chứ giờ hết biết đường tính luôn rồi. Rồi ông xã em đâu? Ông xã em đi làm vậy, về đây cũng có gì làm đó thôi, ai muốn gì làm đó chứ ở dưới đây cũng về lạ nước lạ cái rồi. Mình đâu có làm công việc giống như thường ngày với ông ta đâu. Công ty ở trển thì giờ nó đóng cửa rồi, nó bắt buộc phải về đây. Thì mẹ em già nó về đây giúp được mẹ được cái gì giúp chứ ở trển cũng không có việc để làm nữa. Phần em sanh nữa. Rồi có dự định che gì đỡ ở không? Dạ tính ngày mai mua cái căn cu su á, căn cho đừng ướt thôi, đừng có mưa thôi. Căn cu su xung quanh ha, căn trên mắt hết ha. Dạ đừng cho nó giọt mưa ướt tạt thôi. Chứ giờ cũng giờ mình cũng không có khả năng làm lại luôn cái nhà luôn. Dạ, giờ dở ra giờ lấy cái cục lá cũ rồi tôn cũ cũng làm được tại nhà mẹ em giọt hết trơn rồi.
gãy hết rồi, cái dạ. Nhà thì thấy mình ở gì đều kha, cái mình gỡ ra là không còn lấy được cái gì hết luôn, dạ. Cây nó mục hết trơn. Dạ, gãy trơn. Tính người ta không vô đó, tính coi coi lại cái nào ở được đó mình dựng lại. Bây giờ coi không có cái nào được hết trơn. Tính chỉ giờ chỉ có mua miếng bạc căn ở thôi. Dạ. Dạ. Mà bé mới sanh thấy tội nghiệp quá, căng ở vậy thấy nó rồi trời nắng lên thì cái miếng của su nó hầm á. Dạ. Rồi thấy ngủ ngon quá luôn rồi. Mới sanh ra mà không có ngôi nhà ở luôn. Dạ. Thấy tội nghiệp quá bé gái nè. Có đặt tên gì chưa? Dạ chưa rồi đó, chưa hết. Không có, không còn tâm trí tí cả. Đặt tên được luôn. Hết còn tâm trí luôn rồi, không để giờ thì được ngồi tính đâu được ngôi nhà này kia, dạ. Cũng mẹ con ở ha. Dạ. Bây giờ không có về là cũng không có ngôi nhà luôn. Dạ. Cười luôn cơ. Rồi em có lời gì muốn nói với cô chú Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước không? Dạ. Con cũng về đây, con đi làm đi về mà bây giờ công ty con cũng phá sản rồi. Giờ con nói chung là không lãnh được gì nữa trơn. Nó không làm được giấy tờ cho con mà về đây. Nhà người ta hứa cho nhà mà giờ người ta không cho nữa. Con cũng không có, giờ không có nhà để ở gì trơn. Dạ. Giờ con giờ xem bé gái nè. Giờ con đẻ. Con đẻ mà con cũng không có nhà để ở, con phải ở. Người che tở ở thì giông gió cũng sợ lắm ha. Dạ. Ngồi đây là trống lỏng thôi. Dạ con xin cô chú Mạnh Thường Quân ở trong nước và ngoài nước giúp đỡ cho mẹ con của con. Được có mái nhà để che nắng che mưa. Tại người ta hứa cho mà bây giờ không ai xuống cất cho mẹ con hết trơn á. Giờ không có cái gì để ở hết trơn, con mới đẻ mới có 4 ngày à. Mưa gió là phải đi chạy ở nhờ, hết mưa mới về được. Giờ con xin Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước giúp đỡ cho hai mẹ con của con. Được có mái nhà che nắng che mưa chứ. Chứ giờ không biết ở đâu luôn. Chỉ có giờ chỉ có nước là miếng bạc để đậy lại thôi à. Để che nắng che mưa thôi. Con xin Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho mẹ con với. Được cái chỗ đi ra đi vô. Dạ, để nuôi bé. Cho bé ở được dạ. Ấm cúng ha. Dạ. Trời gì mới sanh có 4 ngày mà trời mưa thì phải chạy di cư rồi nè. Chỗ này trời chứ mưa nữa nè. Dạ. Di cư tới lưu thấy tội nghiệp quá ha. Dạ. Không được ở yên một chỗ luôn. Nhìn giống mẹ quá ha. Bây giờ thì chị Lý lại quay qua hoàn cảnh của em ha. Còn dạ. Chị đăng lên thì nếu có cô chú Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước á, xem cái hoàn cảnh của em á, thì coi hỗ trợ được cái nhà thì em ra chị sẽ quay lại tìm em nha. Dạ. Thấy hoàn cảnh thì cũng đáng thương quá luôn. Người cô có là gì muốn nói với cô chú Mạnh Thường Quân không? Cũng nói chú rồi mấy cô mấy chú cũng cho được nhà cửa được vậy thì tôi cũng rất cảm ơn. Nếu mà người ta hứa cho vậy rồi giờ người ta không lại cắt. Nếu mà mấy chú mấy cô giúp đỡ được thì tôi quá cảm ơn. Tôi không biết nói gì hơn. Mất ăn mất ngủ luôn rồi. Mất ăn mất ngủ. Dạ. Thì thằng ở đây thì quay hai hoàn cảnh. Một hoàn cảnh thì của cô nè, sống với người em gái bị lãng tai ha, không nghe. Với cô nuôi hai đứa cháu đi ha. Còn này thì con gái của cô thì gia đình em thì cũng được 4 thành viên, hai con với hai vợ chồng. Thì hoàn cảnh thì rất là khó khăn á. Thì không có làm được cái nền thôi mà không có cái nhà. Hứa cho mà không có cho luôn nên giờ gian dở rồi cũng không biết gì luôn. Cũng không ai ăn uống gì được luôn, mới sanh về chắc cũng nghe tin cũng sốc luôn rồi. Không có gì để ăn luôn. Không có gì ăn luôn hả? Dạ. Dạ, dạ, đâu còn tâm trí gì để đâu để mà ăn. Dạ, chỉ ăn để cầm cự qua ngày để có sữa cho con bú thôi. Chứ giờ cũng ăn cũng không vô nữa. Dạ. Gán ăn đi, dạ, dạ sao giờ. Rồi thấy hoàn cảnh của em cũng khó khăn ha. Thì bác Tám ở Mỹ á, thì có nhờ chị á, nếu mà gặp hoàn cảnh nào khó khăn đi quay á. Dạ. Thì hỗ trợ cho 200 ngàn ha. Đằng em mua gì ăn thêm rồi bổ sức khỏe, đằng cho bé có sữa bú nha. Dạ, gắn ăn vô nghe em. Em cũng cảm ơn anh chị với lại xin cảm ơn bác Tám đã hỗ trợ cho con được kinh phí này. Cảm ơn. Rồi chị cũng xin phép đi luôn ha. Dạ, rồi chúc cô nhiều sức khỏe ha. Nếu có Mạnh Thường Quân nào ủng hộ cho cô thì con sẽ quay lại ha. Tìm gia đình của cô. Rồi chào cô với chào em luôn. Dạ, cảm ơn chị ạ.
Vậy mà cười hoài luôn á. Chào các cô chú các bạn. Giờ Hạnh đến hoàn cảnh tiếp theo nè, thì cũng làm được cái nền nè mà chưa có nhà dựng lên. Giờ Hạnh mời các cô chú các bạn vô cùng xem gia cảnh của cô nha, để biết thêm. Rồi con chào cô. Rồi cô thứ mấy? Thứ hai. Hai năm nay cô nhiêu tuổi rồi? 66 rồi. 66 tuổi. Ở đây là mình ấp nào xã nào vậy cô? Ấp Ngã Năm xã Ngọc Thành. Ấp Ngã Năm xã Ngọc Thành ha. Thuộc tỉnh Kiên Giang mình luôn ha. Dạ. Ở đây con thấy cái nền này làm đẹp quá rồi nè. Làm đẹp mà không có nhà ở đây nè. Dạ. Rồi sao mà làm cái nền rồi sao mình chưa có cái nhà dựng lên? Người ta kêu làm cái nền rồi giờ người ta bẻ chĩa, người ta đòi thêm tiền nữa, không có tiền thêm. Là bên đội từ thiện ha. Đội từ thiện, không biết từ thiện gì đó, không biết nữa. Từ thiện ở đâu cô, xa không? Ở đâu Cần Thơ gì đó. Ở Cần Thơ ha. Dạ. Mà giờ là nói làm rồi là đem cái nhà lại dựng cho mình hả? Chắc đem cũng giống nhà. Như hoàn cảnh hồi nãy con quay chứ gì, phải không? Cũng vậy đó. Cái nhà mình là ngang cũng 4 luôn phải không? 4 luôn. Dài 10. Là 40 mét vuông. Dạ. Rồi giờ cô có tính gì chưa? Tính gì giờ không có làm nền làm gì rồi còn mấy triệu đây chứ có làm gì nữa giờ để mình không đi. Có gì đó hả mình không có dựng nổi được cái nhà luôn ha dựng không có nổi luôn cái nhà luôn đó giờ là để cái nền la dang dở gì luôn để dang dở gì ở cái trái thằng trai đi à, trái là của người trai ha dạ. Cha là cái nhà cô với cái đây dạ. Rồi nhà cô dở rồi bây giờ bên đây trống luôn chống hai cái nhà này chung một dách hả gì dạ, đó, nhà đó của người ta dựng bên đây thấy vậy dựng chi nữa cãi mẹ nó dạ vậy là hai nhà chung dách ha dạ. Rồi cô Hà dẫn con ra tham quan cái nền nhà của cô đi cái nền này xây đẹp quá ha tô cũng bằng phẳng luôn rồi nè dạ. Cái là cái này là mình nữa mình làm cái trái nấu ăn riêng rồi hả cô á cũng tính làm cái trái bên đây cây cũ ha cây cũ mình làm lại ha như là mình được cái nền thôi mà giờ không có cái nhà luôn rồi giờ mình che đỡ ở ha cô che đỡ ở nhà đậu con đỡ ở đậu ha đây nè cô che bên đây cũng có cái giường ngủ bên đây ha rồi giờ nhà thì dở nè cô nên cô che ở đây cô ở đỡ nè yeah. Trời mưa hôm chắc giò tạt lắm hả cô tạc. Đây mưa đó, cái mùng của cô ở đây với cái giường ngủ nè thấy tội quá luôn hoàn cảnh này cũng tội hết trơn luôn á tội nghiệp á lớn tuổi rồi bây giờ không có lỡ dở không có cái nhà dở luôn cất lên giờ hứa lại dựng cái nhà mà giờ cũng không có nhà luôn. Rồi thường ngày cô có làm gì sinh sống không? Cũng không có đau bệnh hoài, có làm gì được đâu. Không làm được gì hả cô? Dạ. Người giờ không có cái nhà lên mấy chục triệu làm gì có hả cô? Làm gì có. Dạ, người ta hứa mà giờ người ta không trở lại rồi giờ sao giờ? Mình có liên lạc gì được không? Không có được gì luôn. Tới vậy rồi nó nói vậy rồi. Em ghê luôn. Em ghê luôn. Lỡ dở hết trơn, tội nghiệp 4 hộ gia đình luôn. Rồi cô có là gì muốn nói với cô chú mình thằng quân trong nước và ngoài nước không? Cũng muốn nhìn được mấy chú mặn cho tôi cảm ơn nhiều. Tôi cũng không biết nói sao đâu.
Hôm qua có khóc gì không cô? Chắc hết ăn hết ngủ rồi hả? Ngủ nghe vậy mấy đêm nay. Gặp con thì con cũng không ăn ngủ gì đâu, không giờ không có nhà. Thà nhà cũ của mình cũng ở được phải không? Mà không dở ra giờ là cũng đâu có gắn lại được đâu. Nhà cũ là gỡ ra rồi nó gãy hết trơn luôn. Gãy hết. Dạ, thà mình ở đỡ mình che cô Su cũng ở đỡ được. Mà giờ gỡ ra thì cây kìa, nó mục hết trơn rồi kìa. Gãy hết trơn. Dạ. Người cho cô có mong muốn điều gì muốn nói với cô chú mình thường quân trong nước và ngoài nước không? Tôi cũng muốn nói với chú trong nước ngoài nước, chú Thành thường quân gì đó cho tôi xin cái nhà, tôi cảm ơn nhiều. Dạ không có nhà ở rồi. Giờ vô mùa mưa rồi ha. Mưa rồi. Dạ vô đợt mưa là không có nhà ở luôn, bây giờ cô che ở đây nè. Dạ. Ở đây thì mưa thì tạt dữ lắm luôn, sao ngủ được, phải căng cô Su xung quanh để ngủ được thôi. Căng cái Su rồi. Vậy hả, có cô Su không cô, mua sẵn rồi hả? Cô Su bao... Bao kết lại ha. Kết lại. Dạ, bao kết lại để ra mình căng vòng vòng ha, trời mưa thì mình chùm lại. Ban ngày thì cũng đỡ đi, nắng thì cũng gắng chịu được, mà trời mưa thì tạt không ngủ được đâu. Rồi giờ thì hôm nay thì con lại quay hoàn cảnh của cô ha, thấy cũng tội nghiệp quá. Thì con chỉ quay vậy thôi, rồi bật đăng lên thì nếu có cô chú Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước có xem clip của cô á, thì tài trợ cho cô cái nhà thì con sẽ quay lại giúp cho cô nha. Dạ, cảm ơn. Rồi con chúc cô nhiều sức khỏe ha. Dạ. Gắng ăn uống vô nha cô. Dạ. Dạ, để mình buồn khóc hoài, sức khỏe mình sẽ yếu, mình lớn tuổi rồi. Thì hôm nay thì Hạnh cũng lại khảo sát ba hộ gia đình thì đang dang dở nè, cất nhà ra thì dở ra thì cuốn được cái nền thôi, người ta hứa cho nhà mà giờ người ta không có trở lại, không cho luôn, bây giờ không có chỗ ở nè. Thì mong cô chú Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước á, có xem clip của Hạnh á, thì thương cho ba hộ gia đình này nè, tài trợ cho được căn nhà, tại vì Tết mùa mưa rồi, nếu mà mưa xuống thì không có nhà thì cực khổ lắm, thì mong cô chú ủng hộ cho cái nhà tặng cho bà con được che nắng che mưa lạnh lặng. Thì Hạnh xin cảm ơn rất nhiều, xin chúc cô chú anh chị và các bạn luôn luôn được nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Rồi chào cô, con đi luôn cô ơi. Cảm ơn.